Em có chuyện muốn nói với anh đấy. Em nói đi. Em có thai rồi. Mình cưới nhau anh nhá. Cưới làm sao được mà cưới. Anh bây giờ còn bao nhiêu việc phải lo. Công danh sự nghiệp đã có gì trong tay đâu. Em phá cái thai đi. Cái thai này là kết quả tình yêu của chúng mình cơ mà. Em không phá nó được đâu. Không phá thì bố tự nuôi đi. Bố đừng có đến tìm tôi nữa. Anh Hùng, anh nói cái gì đấy? Anh Hùng. Thảo, phụ mẹ phơi quần áo nào. Con gái của mẹ sao mà giỏi thế nhỉ? Chờ mẹ một lát nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi, có chuyện gì thế chú? Con gái của bố. Con gái của bố xinh quá. Con gái của bố. Mẹ ơi. Mẹ đây. Sao đây? Mẹ ơi, chú kia, chú ý bảo con gái của bố, con gái của bố. Chú nào? Con ơi, ông ấy là người chuyên bắt cóc trẻ con. Lần sau gọi thì không được ra, nhớ chưa? Đi vào nhà với mẹ. Mẹ ơi, ông ấy vẫn ở ngoài cổng. Kệ người ta đi, ngồi vào đây. Có việc gì mà hai mẹ con lo lắng thế? Có ông bắt cóc trẻ con đứng ở ngoài cổng nhà mình à. Anh thấy anh ta đứng trước cửa nhà mình mấy hôm nay, xong cứ nhìn vào nhà mình. Em có quen biết gì anh ta không? Kìa em, có việc gì cứ bình tĩnh nói nghe xem nào. Này, làm gì cứ đứng đây rình rập nhà tôi đấy? Anh mà động vào vợ con tôi ấy, tôi sẽ không tha đâu. Con nào là con của anh? Bé Tâm là con ruột của tôi. Con ruột đấy. Công nhận là cô ta giấu anh cũng giỏi nhỉ. Chuyện đó tôi biết lâu rồi. Trước khi cưới, Tiên đã nói bị một gã lừa tình. Nhưng tôi yêu Tiên, nên tôi sẵn sàng cứ mang con của người khác. Từ khi còn đỏ hòn, bé Tâm đã nằm trong vòng tay tôi, nên không ai cướp được nó đâu. Lá rụng về cội, sớm muộn gì thì bé Tâm cũng sẽ nhận bố ruột của nó thôi. Quá tự tin rồi đấy. Có đủ tư cách làm bố không? Khi mà anh đã bỏ rơi bé Tâm, từ khi nó còn là giọt máu trong bụng mẹ. Lớn lên, nó sẽ bắt anh trả giá. Anh cứ chờ đấy. Chờ một ngày bố con tôi sẽ nhặt nhau. Thằng khốn, mày biến ngay khỏi đây. Hãy đợi đến lúc tao gọi công an đến, báo mày định bắt cóc trẻ con, đe dọa hạnh phúc gia đình tao. Tao đã điều tra kỹ về mày rồi, tiền án tiền sự đủ rồi. Thêm việc này nữa ấy, tù mọt gông thằng khốn. Đừng để bao giờ tao nhìn thấy mày ở đây nữa, biết? À, bố. Ơi. Ây da, con gái ngoan, bố cho đi siêu thị nhá. Vâng ạ. Ôi giời. Thế con gái thích mua gì để bố mua cho nào? Con đi mua cả thế giới. Ok. Con yêu bố nhất trên đời.